Theo kết quả đánh giá chỉ số chuyển đổi số DTI năm 2021 của các bộ tỉnh thành vừa được Bộ Thông tin Truyền thông công bố, tỉnh Hưng Yên tăng 14 bậc so với năm 2020, xếp vị trí thứ 35. Với hơn 0,1 điểm giá trị tăng thêm, tỉnh Hưng Yên tăng tới 14 bậc, từ thứ 49 lên thứ 35 trong bảng xếp hạng chỉ số chuyển đổi số các tỉnh thành phố năm 2021. Tổng điểm giá trị của tỉnh Hưng Yên là 0,3781. Xếp hạng của trụ cột chính tỉnh Hưng Yên là chính quyền số xếp thứ 36, kinh tế số xếp thứ 31 và xã hội số xếp thứ 32 cả nước. Trong các chỉ số thành phần của Hưng Yên có chỉ số xếp hạng khá cao như thể chế số xếp thứ 10, an toàn thông tin mạng xếp thứ 16. Tuy nhiên, tổng điểm giá trị của Hưng Yên vẫn chưa đạt mức trung bình của cả nước. Đây là năm thứ 2 chỉ số chuyển đổi số được Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số với cơ quan thường trực là Bộ Thông tin và Truyền thông công bố. Đà Nẵng là địa phương dẫn đầu các tỉnh thành, còn Bộ Tài chính dẫn đầu các bộ trong bảng xếp hạng năm nay.